hậu lực lên, mạnh lên. Không chân không, thẳng chân ra mới ok ha, không phải thẳng cái chân ra. Rồi, thẳng chân bên bên chân trái của con á. Rồi. Ok, rồi quay lại. Huy thẳng lưng lên con. Rồi, Quỳnh Anh. Con đang đau ở chỗ nào? Ở sau nít đúng không? Chỗ giống như ngồi xe đạp đúng không? Rồi, cái đó là đúng rồi đó. Con đi đi, từ từ sẽ quen thôi. Hôm qua con đi ở ngoài là đi bằng nạng hay là tự đi? Cái khung đúng không? Đi cái đó thoải mái hơn hay là đi về thoải mái hơn? Ok rồi, con đi ra đó đi, chú lấy cái khung cho con đi ha. Quay lại đi. Bạn Huy đi khung không? Ok, hai bạn đi khung ha.